Xin chào bạn thân mến, tôi là Tuệ An và chào mừng bạn đã quay trở lại với những chia sẻ về tình yêu, về cuộc sống. Hôm nay chủ đề chúng ta sẽ nói chuyện với nhau đó là có gặp gỡ sẽ có chia xa. Bởi vì biệt ly là điều chắc chắn sẽ xảy đến, có thể trong giai đoạn này hoặc trong một giai đoạn khác của cuộc sống. Có thể chúng ta yêu nhau lắm, chúng ta trân trọng nhau lắm, nhưng chúng ta nếu như không lạc mất nhau giữa dòng đời tấp nập thì chúng ta cũng sẽ đến lúc bị cái chết, bị sinh lão bệnh tử chia lìa. Cái ngày mà chúng ta gặp gỡ đã định trước cái ngày sẽ có chia xa. Giống như cái ngày chúng ta được sinh ra trong cuộc đời này đã định trước cái ngày mà chúng ta sẽ qua đời vậy. Mọi thứ trên cuộc đời này làm gì có cái gì là tồn tại mãi mãi. Mọi thứ đôi khi cũng chỉ là nhất thời mà thôi. Giống như việc một người đang yêu bạn không có nghĩa sau này họ vẫn yêu bạn như vậy. Một người đang ghét bạn cũng không có nghĩa sau này họ sẽ vẫn ghét bạn. Có thể từ ghét sẽ chuyển sang yêu, mà cũng có thể từ yêu chuyển sang hận. Bây giờ một người đang tốt không có nghĩa là tương lai họ sẽ không gặp những biến cố, không bộc lộ những khuyết điểm. Còn bây giờ một người bạn đang thấy họ xấu tệ cũng không có nghĩa là họ sẽ xấu tệ mãi, không có nghĩa là rồi họ sẽ không tốt lên. Có những người bây giờ đang dành tình cảm cho nhau, nhưng cũng chính những người đó có lúc bạn thấy họ cạn tình, cạn nghĩa với nhau. Có những lúc mình thấy tình yêu, yêu thương nồng cháy, có những lúc mình lại thấy nó nhạt nhòa. Có cũng được, không có thì cũng chẳng sao. Nếu ở thời điểm hiện tại chúng ta còn bên nhau thì có lẽ là chúng ta còn đang đủ nhân duyên với nhau. Nên bạn hãy thật sự trân trọng cái nhân duyên này. Bởi vì nhân duyên này khó khăn lắm mới có được. Giữa muôn ngàn người xa lạ, chẳng phải chúng ta đã gặp nhau để rồi ở bên nhau đến bây giờ hay sao? Mai này có xa nhau thì cũng chẳng cần phải hối hận, chẳng cần phải tiếc nuối điều gì, cũng chẳng cần phải phân đua rằng ai đúng, ai sai, ai phản bội, ai lầm lỡ. Hãy coi đơn giản, chúng ta đến với nhau vì duyên, mà không còn ở bên nhau là bởi vì hết duyên. Nghĩ như vậy cho nhẹ lòng, buông xả được thì mới hạnh phúc được. Đôi khi có những thứ mà chúng ta rất khó để buông xả, như là một quá khứ hạnh phúc hay như là một quá khứ tổn thương. Dù hạnh phúc hay tổn thương thì đều dễ dính mắc, đều khó có thể tách rời. Đôi khi tâm trí chúng ta còn giống như là một đoạn phim vậy, nó cứ tua đi tua lại, diễn đi diễn lại một cái hoạt cảnh đã xảy ra trong quá khứ. Và rồi lòng của mình thì cứ mà u sầu, vì thế mà chìm đắm, mà mê man, mà mất đi sự tỉnh thức ở hiện tại. Có bao giờ bạn thấy rằng mình và người ấy, mối quan hệ đó giống y như là lá ở trên cây vậy? Người đến rồi người lại đi, cũng y như là những chiếc lá trên cây. Nếu như gió lớn mà lá bám không chắc, lá đã già, đã úa rồi thì chắc chắn sẽ lìa cành. Gió, bão, mưa giông giống như những thử thách trong cuộc sống này sẽ lần lượt kéo đến bằng cách này hay cách khác. Và nếu như lá còn muốn ở bên bạn thì vẫn sẽ ở bên bạn. Nếu như lá lỡ rụng xuống thì hãy hiểu rằng lá đã hết duyên với cây. Và sau cùng, dù cho tất cả những chiếc lá trên cây có rụng xuống, dù cho thân cây thậm chí có bị đốn ngã trong giông tố đi chăng nữa, thì
thì cây đó vẫn còn lại gốc, vẫn còn lại rễ. Và chỉ cần gốc rễ đó bám vững vào lòng đất thì cây vẫn còn đó. Cây vẫn có thể tiếp tục nảy mầm. Cây vẫn tiếp tục có thể có những chiếc lá mới, những bông hoa mới. Chỉ cần chúng ta đứng thật vững mà thôi, để cho chúng ta không bị lật lên, để cho chúng ta vẫn bám sâu vào lòng đất. Và cái gốc, cái rễ đó chính là bạn. Là chính bạn đó. Là việc bạn có một nội tâm vững như thế nào, bên trong của bạn bản lĩnh như thế nào, mạnh mẽ như thế nào. Cho dù một chiếc cây có bao nhiêu lá đi chăng nữa thì điều quan trọng nhất vẫn là gốc rễ. Sau cùng dù ai có đến, dù ai có đi thì cũng vẫn là ta trở về với ta, để mà hạnh phúc, để mà phát triển. Nếu như bạn hiểu được điều đó rồi thì chắc chắn bạn sẽ xem nhẹ được mọi chuyện đến rồi đi ở bên ngoài bạn. Bạn sẽ vơi đi bớt được những tổn thương, những thù hằn, những nuối tiếc khi có một ai đó rời xa bạn, hay bạn phải rời xa một ai đó. Bạn cũng sẽ học được cách bình thản và chấp nhận. Người bình thản vẫn yêu say đắm, nhưng lỡ có tan lòng vẫn an, vì hiểu là vô thường cuộc sống, hợp rồi tan, người đến rồi đi. Người bình thản vẫn cầu hạnh phúc, nhưng không vị kỷ nghĩ riêng mình, mà vị tha hướng tâm tương trợ, giúp người xa trọn vẹn ân tình. Người bình thản gặp chuyện chẳng lành, không giận, không buồn, không nản chí, an nhiên cố gắng mọi khả năng, nếu không được thì buông duyên hết. Người bình thản tựa như dòng nước, mỗi ngày chảy xuống thuận sự đời. Sông cũng được, ao hồ cũng được, phút giây qua bình thản vậy thôi.